Thưa quý vị, hôm nay tại Bắc Giang, Quân đoàn 2 đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Quân đoàn 2 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Được thành lập từ các đơn vị có bề dày truyền thống, từng lập nhiều chiến công trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ mà tên tuổi đã trở thành niềm tự hào của nhân dân và cả nước như Sư đoàn 304, Đại đoàn Vinh Quang, Sư đoàn 325, Đại đoàn Bình Trị Thiên, Sư đoàn 324, Lữ đoàn Phòng không 673, Lữ đoàn Pháo binh 164, Lữ đoàn Xe tăng 203, Lữ đoàn Công binh 219. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ chiến sĩ Quân đoàn 2 luôn phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công vang dội. Những chiến công và thành tích vẻ vang đó đã ghi dấu ấn trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, xây dựng nên truyền thống, thần tốc, táo bạo, quyết thắng của Quân đoàn 2 anh hùng. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Quân đoàn 2 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.